Nắm bắt nhu cầu thị trường về những sản phẩm làm đẹp an toàn, sức khỏe, có nguồn gốc rõ ràng, tự nhiên và an toàn, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất, nâng cao trình độ công nghệ, đưa ra thị trường những dòng sản phẩm chuyên biệt phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Đây là nhà máy sản xuất mỹ phẩm của công ty Thái Hương, đầu tư tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Được giới chuyên gia và cơ quan chức năng đánh giá hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN lớn nhất miền Bắc, với công suất 100.000 sản phẩm một ngày. Nhà máy này có thể cung ứng nhanh chóng và kịp thời cho 10.000 đại lý trên toàn quốc. Với dây chuyền công nghệ được nghiên cứu bởi các chuyên gia đến từ các nước tiên tiến trên thế giới như là Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, nên sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt. Chúng tôi đã tư vấn cho Thái Hương xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm ở khu Tân Mai. Và cho đến giờ thì tại khu công nghiệp Phú Nghĩa thì Thái Hương tiếp tục xây nhà máy nữa. Việc mà quy mô nhà máy hay giá trị đầu tư là một yếu tố quan trọng nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất là con người và công nghệ. Chính vì thế mà hiện nay thì Thái Hương cũng đang có chiến lược là hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, để mà có thể đào tạo, để xây dựng cái đội ngũ và sau đó là áp dụng những công nghệ tiên tiến của trên thế giới cộng với những cái đặc thù của Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam để ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ người Việt. Chỉ sau một thời gian ngắn có mặt tại thị trường, nhưng nhờ đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư đúng hướng nên là Thái Hương đã phát triển mạnh mẽ. Chỉ sau 3 năm, công ty đã nhanh chóng đầu tư 3 nhà máy sản xuất mỹ phẩm với công nghệ hàng đầu trên thế giới. Nhiều dòng sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt thương hiệu nổi tiếng đất Việt, thương hiệu sản phẩm chất lượng cao, v.v. Chúng tôi xây dựng nhà máy thứ 3 theo chuẩn GMP ASEAN. Thì chúng tôi hướng đến một cái mục tiêu, đó chính là nâng tầm mỹ phẩm Việt. Bởi vì tôi tin rằng là với những ai làm sản xuất mỹ phẩm bằng cái tâm, bằng những cái gì mà tốt nhất cho người tiêu dùng thì chắc chắn là dần dần chúng ta sẽ xây dựng được cái niềm tin đối với người tiêu dùng Việt Nam, đối với những sản phẩm mỹ phẩm Việt. Với phương châm và mục tiêu ước vọng nâng tầm mỹ phẩm Việt vì sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương phấn đấu đảm bảo về uy tín, chất lượng sản phẩm, tiên phong về công nghệ.